An Giang, cán bộ biên phòng giấu hơn 1,3 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc trong nhà. Hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ chất đầy trong 3 căn nhà của gia đình cán bộ biên phòng đã là chuyện khó tin, nhưng lời giải thích hàng của người nhà gửi còn khó tin hơn. Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện hơn 1.100 sản phẩm đồ điện tử, gia dụng, tiêu dùng, hơn 1,3 tấn hàng hóa như nồi inox, chảo chống dính, dụng cụ rửa xe, đồ xanh sứ có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài, đa số đã qua sử dụng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh hợp pháp. Đang nói lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc này được phát hiện trong 3 căn nhà của gia đình một thượng tá biên phòng, gửi nhờ hàng lậu vào nhà cán bộ biên phòng. Người đứng ra nhận là chủ số hàng hóa này cho biết chỉ gửi nhờ vào nhà vợ chồng thượng tá biên phòng, phó trưởng phòng chống tội phạm và ma túy. Bạn đọc nhận xét quả là người này biết chọn cách gửi nhờ. Bạn đọc anh Tuấn ngạc nhiên, phòng chống tội phạm mà trong nhà mình có hàng không rõ nguồn gốc lại bảo không biết, vậy sao mà bắt được tội phạm khác nhỉ? Bạn đọc Thảo Nguyên nêu ý kiến, trông toàn là hàng như đồng nát. Chắc là họ thấy hàng cũ rẻ nên mua cả lô về bán kiếm ít lời thôi, hàng mua đổ đống ai nghĩ hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc lập tức lưu ý hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng đều thuộc danh mục cấm nhập khẩu và hàng có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài khi về Việt Nam đều phải đáp ứng thủ tục thông quan. Những nguyên tắc cơ bản đó một cán bộ biên phòng không thể không biết và để gia đình nhận hàng không rõ nguồn gốc gửi nhờ là điều rất khó tin. Bạn đọc Nguyễn Tấn Tài phân tích, vì sao có lượng lớn hàng lậu trong nhà thượng tá biên phòng, liệu có phải vì đây được cho là nơi an toàn công an sẽ không kiểm tra? Bạn đọc Trác Võ bày tỏ sự lo lắng, thế này thì công tác phòng chống buôn lậu sao có kết quả tốt? Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Chỉ huy phối hợp với hai phòng chính trị và phòng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị xác minh xử lý trách nhiệm rõ ràng cụ thể. Tôi đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xác minh, nếu sai tới đâu phải xử lý đến đó chứ không được bao che, phải rõ ràng, Đại tá Lễ khẳng định. Bạn đọc Văn Minh Trinh nhận xét 1.100 sản phẩm và 1,3 tấn hàng ở trong nhà mà không biết là vô lý rồi. Tán thành, bạn đọc Thường Huỳnh nêu ý kiến, hàng lậu trong nhà anh mà anh nói không biết, thật vô lý. Cho dù là của người khác nhưng cũng phải xét hành vi bao che, đồng lõa, công an phải vào cuộc, làm rõ, xử nghiêm vụ này. Đa số bạn đọc đặt niềm tin vào lực lượng công an tỉnh An Giang sẽ điều tra chặt chẽ, làm sáng tỏ trước công luận. Theo công an tỉnh An Giang, do đây là vụ việc có tính chất phức tạp liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng vũ trang, nên công an tỉnh chỉ đạo công an thành phố Châu Đốc tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc, giá trị hàng hóa đã thu giữ để xử lý. Riêng về trách nhiệm của thượng tá Hoàng Văn Nam, công an tỉnh An Giang sẽ phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh An Giang xác minh làm rõ, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh nắm, chỉ đạo xử lý. Cứ để cơ quan công an điều tra rồi xử lý thôi, cần nghiêm minh và khách quan. Đức Huỳnh Quang. Như vậy, An Giang xử lý buôn lậu không có vùng cấm, hoàn hộ công an tỉnh An Giang quyết đấu tranh chống buôn lậu.